Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em. Ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các bác về một cái kèo cực kỳ là mới và chắc chắn rằng cái kèo này trong năm 2024 này sẽ là một cái kèo thành công tiếp theo của tất cả các bác nhé. Đây là một cái kèo coi sàn và hiện tại thì cái kèo này đã được cái sàn KuCoin xác nhận ở trên nền tảng mạng xã hội Twitter hay còn gọi là mạng xã hội X. Đối với những cái dự án mà coi sàn ấy thì cái tỷ lệ thành công nó rất là lớn và giúp các bác có thể tham gia khai thác nó yên tâm hơn. Như các bác có thể thấy thì cái dự án này hiện tại thì nó đã xác nhận trên nền tảng mạng xã hội X và trang của cái sàn KuCoin nó đã thông báo. Cái giao diện của nó khá là đẹp nhá. Và để khai thác được cái dự án này chúng ta sẽ khai thác ở trên nền tảng mạng xã hội Telegram. Nó cũng giống như là một số các nền tảng như là Dogecoin này, Lotcoin và Toncoin hoặc là OLX nhá. Thì cái dự án này cũng vậy, thì chúng ta sẽ khai thác trên nền tảng Telegram. Nhưng mà chúng ta có một cái sự yên tâm hơn nữa là đã được cái sàn KuCoin, đó là một trong những cái sàn top đã xác nhận. Cái sàn KuCoin này thì giúp các bác có thể lưu trữ giao dịch tiền điện tử, nó rất là uy tín nhá. Hiện tại thì cái số lượng lượt theo dõi trên cái sàn KuCoin này nó cũng khá là đông, rơi vào gần 3 triệu rồi, gần 3 triệu lượt theo dõi rồi. Bây giờ thì em sẽ vào chia sẻ và cập nhật luôn cho các bác về cái dự án này. Và đây là một cái dự án chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thành công trong năm 2024 này nhá. Đâu vậy nhỉ, em sẽ kéo xuống cho các bác. Nó mới cập nhật cách đây khoảng độ là 3 ngày trước thôi. 3 ngày trước thôi, nên nó còn rất là mới, chúng ta có thể tranh thủ tham gia khai thác luôn. Đối với những cái kèo mới, chúng ta đi đầu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lợi thế. Đây, 3 ngày trước thôi nhá. Để tham gia cái dự án này thì chúng ta chỉ cần có một cái tài khoản. Thứ nhất đó là tài khoản sàn KuCoin, thứ hai đó là cái mạng xã hội Telegram. Đây, em sẽ kéo xuống. Em sẽ vào nhá, đây. Chúng ta sẽ vào cái nền tảng mạng xã hội. Ở đây thì khi mà chúng ta đã vào, hoặc là các bác có thể ấn luôn vào cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video nhá. Nó sẽ có cái phần Start ở đây, thì các bác ấn vào phần Start cho em. Các bác có thể đọc qua này, KuCoin và Ton xin giới thiệu giao dịch Fro trên nền tảng Telegram, hãy sẵn sàng làm thế giới bừng cháy. Đây là cái dự án nuôi ếch nha các bác nhá. Dự án nuôi ếch này khá là hay, bởi vì cái giao diện của nó các bác có thể thấy nó sẽ là có một con ếch khá là hay này. Và nuôi ếch chinh phục thử thách mới và giành chiến thắng, lợi nhuận thành phẩm hoành tráng, khai thác sức mạnh với tinh thần đồng đội, mời bạn bè nhân đôi niềm vui. Nó sẽ sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, được 1/4 số người nắm giữ tiền điện tử trên toàn thế giới tin cậy. Thì cái sàn này nó là sàn top của thế giới. Nếu như các bác nào mà muốn kiểm tra về cái sàn này ấy, các bác có thể lên YouTube, lên Google các bác gõ ra nhá. Rồi bây giờ thì em sẽ ấn mục phần chơi trò chơi đây này. Đây, các bác sẽ ấn mục phần chơi trò chơi đây cho em nhá. Đây là cái con ếch, các bác có thể thấy này, cái con ếch của nó nhá. Nhìn cái giao diện của nó khá là đẹp, em bắt đầu cảm thấy thích cái nền tảng này rồi đấy. Hiện tại thì đây là cái nền tảng mới nên là nó còn rất là nhiều những chức năng khác. Rồi các bác sẽ ấn mục phần con tiêu lơ ở đây cho em nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ nhận được là 20.000 token đã trước. Ui, có hình ảnh con ếch luôn này. Khả năng là cái đồng coin này là nó sẽ có hình con ếch. Như bữa trước Dog là hình con chó này, Cat là con mèo này, bây giờ có cả con ếch nữa này. Khá là hay phải không? Rồi các bạn ấn một phần con tiêu lơ này. Tiếp tục lại được cộng thêm, đó là 100.000 cái đồng xu mắc này. Ấn con tiêu lơ tiếp. Rồi như vậy là cái tài khoản của em ở đây đã có là 20.000 rồi nhá. 20.000. Hiện tại thì cái chức năng của nó cũng không có nhiều sự khác biệt. Thứ nhất là mục home, đây là cái con ếch. Vẫn chưa cho chúng ta tham gia khai thác nhé. Khi mà chúng ta cho con ếch ăn ấy, có nghĩa là chúng ta ấn ngón tay vào. Nhưng mà chúng ta cứ tin rằng hiện tại thì cái sàn KuCoin nó vẫn đang cập nhật thường xuyên. Thì em sẽ làm những cái video khi mà nó có những cái thông báo mới nhất, em sẽ chia sẻ cho các bác. Bên cái mục fan này là các bác có thể đi giới thiệu bạn bè ở đây. Mục wallet này là các bác có thể liên kết với ví ở đây, khả năng là sẽ liên kết với cái ví Ton ở đây nhá. Đây, liên kết với ví Ton đây.
Hiện tại thì khi nào mà có những cái phần cập nhật mới nhất, giả sử như là cho cái con ếch này ăn chẳng hạn, thì em sẽ làm video chia sẻ. Thực ra đối với những cái dự án như này thì nó sẽ từng bước dần dần cải tiến hoặc là nó sẽ nâng cấp. Và bên cạnh đó thì nhân tiện đây thì em cũng chia sẻ một chút với tất cả các bác. Khi những cái dự án mà các bác tham gia ấy, thì chúng ta cần phải chú tâm hơn một chút, hoặc là chúng ta phải có trách nhiệm một chút. Giả sử như cái dự án đó vừa rồi ấy, thực ra bản thân em chia sẻ cho các bác khá là nhiều video như là hướng dẫn các bác đăng ký tham gia tài khoản để các bác có thể nhận được token DOG này, sau đó hướng dẫn chia sẻ làm sao để các bác có thể kiếm DOG, rồi hướng dẫn các bác liên kết với cái sàn OKX để các bác có thể rút cái đồng DOG đó về. Sau đó còn có rất là nhiều bác khi mà cái đồng DOG đó đã được xác nhận và rút về cái sàn OKX và được giao dịch rồi nhá. Còn khi mà được giao dịch, được bán rồi ấy, thì lúc đó các bác mới nhắn tin cho em bảo bây giờ liên kết tài khoản như thế nào và rút DOG về như thế nào. Thật sự em rất là buồn. Bởi vì sao? Bởi vì các bác không chú tâm vào những cái kèo mà các bác tham gia, mà bản thân em vẫn thường xuyên cập nhật. Đấy, thường xuyên cập nhật cho các bác cũng không để ý. Như thế là cái quyền lợi của chúng ta đã tự đánh mất đi, phải không? Tự đánh mất đi. Đấy, bây giờ còn có rất là nhiều bác còn có DOG nhưng không thể rút được về. Đấy, không rút được về, như thế nó rất là tiếc. Hoặc là một số các dự án khác chẳng hạn, một số các dự án khác mà em chia sẻ, những cái dự án coin mà em bảo các bác là chắc chắn rằng sẽ thành công ấy, thì các bác có thể chú tâm hơn một chút, hoặc là những cái kèo nào chúng ta đào lâu dài thì chúng ta có thể là để đó cũng được. Còn những cái kèo nào mà cái phần tỷ lệ nó ăn chắc cao thì bản thân em vẫn thường hay nhấn mạnh cho các bác, nên là khi mà bản thân em cập nhật cho các bác thì các bác có thể vào xem luôn. Như vậy chúng ta có thể biết được, giả sử như là cái thời gian liên kết ví này, thời gian được giao dịch, lúc đó chúng ta chỉ cần bỏ ra 5-10 phút để chúng ta xem cái video, sau đó vài 3 phút để chúng ta có thể thực hiện thao tác là rất là ok, phải không? Và khi mà cái đồng coin đó được list sàn hoặc được giao dịch, chúng ta vào chúng ta bán đi là chúng ta đã có một chút vốn rồi. Nên là còn có rất là nhiều bác sau khi cái đồng DOG đó đã được giao dịch rồi vẫn nhắn tin hỏi em là rút DOG về như thế nào. Đấy, em rất là buồn, thật sự các bác không chú tâm lắm về cái những cái dự án mà các bác đã bỏ cái công sức của các bác ra để các bác có thể kiếm, sau đó các bác lại không rút về, như thế nó rất là phí nhá. Chúng ta phải luôn chú tâm về những cái dự án mà khi chúng ta đã xác định tham gia rồi thì chúng ta phải thường xuyên cập nhật. Các bác không xem video thường xuyên của em thì các bác có thể vào những cái nền tảng mạng xã hội như là X chẳng hạn. Đấy, các bác theo dõi về cái nền tảng đó thì các bác có thể nắm rõ được rất là nhanh hơn nhá. Bản thân em thì em sẽ cập nhật thường xuyên, nên là các bác khi mà các bác muốn cập nhật thì các bác có thể đăng ký kênh ở trên kênh YouTube của em, sau đó các bác ấn vào cái phần quả chuông ấy để các bác có thể nhận được cái thông báo mới nhất khi mà em đăng tải những cái video về những cái dự án đó lên nhá. Còn ở trên cái dự án này thì hiện tại nó mới ra được có 3 ngày thôi, và bây giờ cái bản cập nhật của nó vẫn còn đang nâng cấp, nên là khi nào mà cái dự án này nó tiếp tục cho chúng ta khai thác cái đồng đồng con ếch này này, đồng con ếch này nhá, ví dụ nhà nó cập nhật thêm cái bản đó là cho con ếch này ăn, hay còn gọi là ấn cái ngón tay vào đây để chúng ta nhận token, thì em sẽ chia sẻ cho các bác. Còn tạm thời chúng ta cứ tham gia đăng ký, sau đó chúng ta để đó trước, sau đó các bác đăng ký cho em cái sàn KuCoin nhá, cái sàn KuCoin này này, cái đường link tham gia đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả. Các bác có thể đăng ký bằng số điện thoại hoặc là bằng Gmail. Đăng ký thành công xong thì các bác xác thực cho em tài khoản là được nhá, cứ phải xác thực tài khoản để đó trước để chúng ta không bị gọi là bị động ấy, giống như cái sàn OKX mà chúng ta rút cái đồng DOG về, lúc mà được rút rồi mà cái sàn của chúng ta vẫn chưa xác minh gì cả thì chúng ta rút về chúng ta cũng không thể giao dịch được, nên là chúng ta phải cần chuẩn bị trước ấy, đăng ký xác minh rồi các bác để đó cho em, hoặc là các bác có thể lưu trữ rất là nhiều những cái dự án khác sau này chúng ta có thể tham gia, chúng ta khai thác và chúng ta rút về đó nhá. Đấy là những cái mà em chia sẻ cập nhật thêm cho các bác ở trên cái video ngày hôm nay. Thì ở trên cái dự án này, bác nào còn không hiểu thắc mắc gì, các bác có thể kết bạn qua Zalo, em sẽ hướng dẫn. Video này của em đến đây là kết thúc nhá. Em xin chào tất cả các bác.